Mến chào quý vị và các bạn, Đạt cảm thấy trong lòng rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh YouTube Đạt Xin Đơn, nơi cập nhật các thiết bị và giải pháp thi công cơ điện, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thi công thực tế tại công trường. Trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp thiết bị điện. Thì trong video lần trước, Đạt cũng hướng dẫn cho các bạn lắp một thiết bị điện, đó là thiết bị điện Sino nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp một thiết bị mặt lớn, đó là Pana. Thì Sino cũng có mặt lớn, những hãng khác đều có mặt lớn nha các bạn. Thì ngày hôm nay để sẽ lắp thiết bị đó là Pana. Thì thiết bị Pana là một cũng là một thiết bị thông dụng nha các bạn nha. Nhưng mà đa số là những cái ngôi nhà mà người ta có tiền khá thì người ta lắp thôi cho nó đẹp. Thì trước khi lắp thiết bị á thì các bạn phải thao tác thế nào? Chúng ta phải vệ sinh nha các bạn nha. Đây là cái thao tác nó cực kỳ quan trọng nè các bạn. Vệ sinh nè. Vệ sinh nè. Vệ sinh nè. Vệ sinh nào. Vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh và vệ sinh nha các bạn. Trước khi lắp thiết bị thì các bạn phải vệ sinh. Bằng cách vệ sinh chúng ta có cỏ thì càng tốt nha các bạn nha. Và vệ sinh là cắt, vệ sinh là tóc mình là các bạn nha. Đừng có để cái hàng tóc bị quá gì cả, cắt mà. Có những công trình lớn người ta ép buộc mình là phải có những bu lông để bảo vệ tóc các bạn nha. Mình lớn. Và chúng ta vệ sinh làm sao để cho chúng ta lắp được các bạn nha. Các bạn vệ sinh có thể tập hết cái này đâu là thua các bạn. Các bạn có một cái cỏ cực kỳ ok, các bạn vệ sinh cho nó sạch nha. Và vệ sinh tiếp ha các bạn. Cái thao tác vệ sinh là không thường các bạn nha. Các bạn nhớ cái vệ sinh. Và vệ sinh từng đó vệ sinh kỹ luôn các bạn. Đừng vệ sinh tào lao. Tại sao có những cái công trường á, người ta chỉ khi ở trên trần đi xuống thôi, người ta thiệt lớn người ta không cho ống thử đi lên, đó là cũng là một lý do nha các bạn nha. Mình nói không sao bắt tiền gì đó, nhưng mà đó là một phương pháp các bạn, không phải là công trường đâu. Có nhiều bạn hỏi mình tại sao em thấy ở công trường á lúc đi xuống lúc đi lên, và có những công trường toàn đi xuống không. Không phải, đó là mỗi công trình nó có mỗi phương pháp khác nhau. Thì cái tiền đầu tư người ta khác nhau, người ta sẽ có những phương pháp tốt các bạn nha. Hoặc là người ta đưa ra những cái phương pháp để cho cái những cái nhà thi công á, người thi công người ta thi công cho nó trọn vẹn, khi mà tới phần hoàn thiện người ta không đổ lỗi cho ai các bạn nha. Ở đây là các bạn có một cái cọ, mình nói ở đây có một cái cọ tuyệt vời. À, các bạn phải có cái cọ nha. Đây là làm công nhân mà làm gì có tiền mua cọ các bạn. Phải biểu anh thầu mua cọ cho gì là làm. Còn mình làm công nhân mình lấy tiền đâu mua cọ không. Nhưng mà các bạn kiếm cách nào các bạn làm. Có cọ thì quá tuyệt vời, không có cọ thì các bạn làm cách nào các bạn làm cho sạch sẽ. Đặc biệt là hai ốc nè. Rồi tiếp đến á, là các bạn phải quét dọn ở trong cái đế rồi cho đắp cát trong cái đế các bạn nha. Dọn sạch sẽ hết. Khi các bạn dọn sạch sẽ thì đó là điều tuyệt vời các bạn. Thì các bạn thấy cái tủ này nè, nó rất là nhiều dây các bạn ạ. Thì chúng ta phải xác định được dây nào các bạn nha. Thì thực chất cái nhà nó nhỏ, nó nằm trong cái khoảng mà các bạn khả năng các bạn mới vào nghề các bạn biết được. Còn những cái nhà lớn á thì các bạn phải mất nhiều thời gian, các bạn nghiên cứu và các bạn phải xem nhiều thì bạn mới hiểu. Thì những cái nhà nhỏ nè là có thể các bạn trao dồi những kiến thức nhỏ lẻ, các bạn tập hợp lại nha các bạn nha. Thì các bạn thấy là những ngôi nhà này mình luôn luôn kéo nguồn riêng với tất cả các bạn. Bởi vì đa số nhà dân á, người ta sợ lắm, người ta làm xài keo chống dịch các bạn. Thì các bạn cũng có bạn xử lý được. Có như nhiều khi các bạn làm các bạn chỉ tính được đường thôi thì các bạn thì sau đó chủ hồ sơ ra đòi hỏi thì các bạn thực sự bạn khó luôn, khó nói chuyện luôn. Thì ngày hôm nay mình để cho các bạn thấy cái vị trí vững nó cũng quan trọng, nó là bộ não của một cái ngôi nhà các bạn. Thì các bạn thấy xác định được cặp nguồn tới nè các bạn ha, và cặp nguồn đi nè, tới và đi. Thì cái nhà này là nó theo cái ba rem cũ nha các bạn nha. Tại vì lần trước á mình không có kéo dây cho các bạn xem được, bởi vì rất là nhiều việc các bạn.
Thì ngày hôm nay mình kiểm tra thử cái đường nguồn này nó đi về đủ hay không, hay là kéo dây như thế nào để nó có chạy dây không, lỡ đâu các bạn muốn thay dây thì các bạn có thay được hay không. Thì đây là cái đường này về tủ các bạn nha, mình sẽ kéo cái đoạn này test về tủ có được không. Bây giờ kéo hơi dài chút nào, mình kéo ra, nếu mình kéo vô các bạn nha, đây là cái tủ nữa rồi. Các bạn thấy nè, hai cái sợi dây này là hai sợi dây cắt vào cái phòng nhỏ mà mình đang quay cho các bạn xem đó nha các bạn nha. Thì mình sẽ kiểm tra làm sao, mình sẽ kiểm tra cái dây này các bạn nè, cái nguồn mới nãy mình nói cho các bạn là cắt vào cái phòng nhỏ đó các bạn, thì mình sẽ kiểm tra nó làm sao để cho khi mà các bạn muốn thay dây đó, thì các bạn có thay được hay không. Thì hôm nay mình sẽ test luôn, tại vì được trước mình không quay cho các bạn xem cái cách mà chúng ta kéo dây các bạn. Mình thật lòng là bữa đó mình thời gian này mình rất là nhiều việc cho nên mình không quay cho các bạn xem. Hôm nay mình test lại cho các bạn xem luôn nè, để coi thử kéo như thế nào, anh em kéo thế nào có thay dây được hay không cho các bạn nha. Đó thì từ cái công trình này là từ phần thô nhỏ lắm, mình cho các bạn xem những chi tiết nhỏ để các bạn rút kinh nghiệm và các bạn học hỏi lẫn nhau. Thì hôm nay là mình kéo cái này ra để mình kéo được có chạy dây các bạn nha. Này các bạn thấy thấy hai dây các bạn thấy chạy không nào, các bạn thấy chạy không nào, ok các bạn, rất là nhẹ luôn, dài luôn. Bây giờ là mình sẽ kéo các bạn nha, mình sẽ kéo hai dây ra nha. Mình thấy các bạn thấy dây kia nó chạy không, từ tủ nó chạy không các bạn. Nếu mà các bạn muốn thay dây thì các bạn thay được không các bạn? Được nha các bạn nha. Mình làm đây mình ống xong mình mới đi ống đi dây, cho nên các bạn đừng có nói vấn đề là nghẹt, hoặc các bạn đừng có nói vấn đề là do anh đục dài quá anh mồi dây không được. Không, mình nói là không nha. Các bạn nhìn lại phương pháp mồi dây, mình đã làm video rất là kỹ cho các bạn rồi, đó là cái phương pháp mà mình đang thi công tại tất cả công trường luôn. Bởi vì mục đích của mình làm là phải thay được dây, lỡ chẳng may có sự cố là các bạn phải thay được dây. Đó là cái quy tắc mà Đạt làm, cũng là cái quy tắc của cái kênh YouTube của Channel chia sẻ những cái gì chân thật nhất. Kéo làm sao mình đi ống làm sao để mình thay được dây, lỡ chẳng may cái dây này công suất nó thấp quá mình muốn thay dây công suất lớn có được không, mình bây giờ 2.5 là cấm rồi, mình dây 4 chấm được không. Đó là cái vấn đề. Thì bây giờ mình Đạt sẽ kéo của các bạn xem nào. Nó có đi không các bạn, đây rất là xa, cái đường này rất là xa nha, vẫn đi các bạn nè. Em quay qua đây, các bạn thấy rất là nhẹ luôn. Đây quay qua đây nè, rất là dài đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo lại các bạn nha. Thực chất đây là mình test cho các bạn xem, tại bữa trước mình kéo dây mình không để cho các bạn xem, mình không mất nhiều thời gian đó các bạn. Đây nè, mình sẽ kéo lại các bạn xem lại nè. Đấy, ok như thế, chạy đây các bạn nè. Đó, mình test còn lớn luôn, nó cũng kiểu làm như vậy. Thấy không, cái vị trí mà chúng ta lên đèn nó lên đây là ok nè, các bạn nhé, các bạn thấy không? Mình test ống cho các bạn, ống này là mình đi là không có nghẹt các bạn nha. Để bắt đầu các bạn, giờ mình test ống thì là mình test được cái đoạn màu gì này các bạn nè, các bạn nhìn này. Thì ở đây mình thấy nè, các bạn buổi lúc mình có đặt một cái ống đi về cái này đúng không các bạn, nè mình sẽ kéo cho bạn xem, mình coi thử nó có nghẹt không, nó có đặt có thay dây được không nào, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Mình kéo rất là dễ dàng các bạn nha. Khi mà các bạn đi ống á, mà các bạn đi như thế này thì các bạn muốn kéo bao nhiêu dây cũng được, các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Thì cái đây là mình nói cho các bạn cái cách mà các bạn đi để cho nó không có nghẹt các bạn nha. Và cái cách mà mình đi ống xong mình mồi dây, và cái ổ cắm này nè, nó sẽ cắt nguồn về cái vị trí công tắc phòng các bạn, nó sẽ cắt về vị trí công tắc phòng các bạn nha. Thì nói những cái mà mình đặt qua đạo con, các bạn lớp 3 con 4 con rồi đó, nó đi được không,
Mình nói là đi được nha các bạn nha, nhưng các bạn đã có một cái phương án các bạn 10 giây nó tốt. Và phương án 10 giây đó mình đã đưa ra cho các bạn rồi. Các bạn nhớ vào kênh YouTube Đại CR, các bạn tìm kiếm là 10 giây trong bóng điện hoặc là câu cá trong bóng điện cũng được nha các bạn. Tôi nghĩ cái phòng này là mình cũng đặt ống và đi qua luôn cái vị trí của TV các bạn nè. Đây này, các bạn, đây là nguồn TV nè. Các bạn thấy ống như vậy không? Đây. Các bạn thấy không? Đây này nè. Đây nè. Các bạn không? Dạ này nè. Bây giờ mình kéo vào bên đây chạy nè các bạn nè. Mà thấy không? Khi mà các bạn đặt ống mà không như thế này, các bạn kéo, các bạn cũng thay dây là để cháy nổ, chăng nữa các bạn thay dây được thường. Các bạn không cần phải qua ống trung gian các bạn. Đó là cái phương án mà Đạt đang làm tất cả những công trình này đang thầu lại là Đạt đều làm những phương án tốt nhất như các bạn nha. Cho nên các bạn đừng nên nói là chúng ta đặt ống trung gian đi hoặc chúng ta không đặt như thế nào, thì đó là mỗi người có một phương án. Mà Đạt tin chắc là trong video lần này Đạt cũng muốn gửi gắm cho các bạn là các bạn nên cho mình một cái sáng tạo tốt nhất để mang lại những lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Thì ngày hôm nay Đạt cũng chỉ cho các bạn những cái điểm mạnh và điểm yếu chúng ta cần để khắc phục trong vấn đề của con. Thì thật sự mình nói nhiều thế để mình tâm sự cho các bạn thôi, chứ thật chắc mình nói nhiều thì các bạn nhiều lúc các bạn nghe các bạn cũng thấy chán mà ghét mình nữa. Cho nên mình nói những cái là mình tốt nhất để các bạn xem và các bạn đưa ra những phương án nào hợp lý nhất để thi công. Trong lần gần gần đây các bạn, mình sẽ cố gắng mình live stream để tâm sự với các bạn nhiều những vấn đề các bạn ạ. Rất là nhiều vấn đề luôn. Thì vấn đề đầu tiên là mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm thi công thực tế tại công trường. Vấn đề thứ hai là mình muốn chia sẻ với các bạn những khuyết điểm và những ưu điểm khi chúng tôi thi công. Và vấn đề thứ ba quan trọng là cái nghề điện nước của mình là phải chăng là một nghề của bạn hay không các bạn, hay là một nghề đổ vàng. Các bạn có nhiều bạn bè của mình nói đây là một nghề vàng các bạn, nhưng không phải các bạn nha, các mình chỉ nói là thôi.